đó, về một thùng hàng chị thấy không, mỗi lần về là từng thùng to to như vậy nè, hai bạn khiêng mà gọi là chấn vớn luôn cả nha, chóng váng luôn đó, những thùng to như vậy nha. Còn em nó đi lấy ở miền ở bến xe về nha, thì hải sản 247 nhà bên em là về hàng liên tục và về hàng mỗi ngày để mà bán cho anh chị nha. Cho nên anh chị cứ mua hải sản thì mình nhớ giùm em là hải sản 247 ở quận Tân Phú nha, hải sản 247 ở quận Tân Phú cả nha. Bên em thì có hỗ trợ làm sạch cho anh chị nữa và phát livestream mỗi ngày luôn, cực kỳ là ngon nha. Tôm cua cá ghẹ ốc sò hải sản thiên nhiên đều có đủ hết cả nha, đầy đủ hết nha. Hồ bọng thì nhà bên em đang trữ để mà con nào sống thì mình sử dụng hồ máy lạnh để mà mình bảo quản con hàng nha, và kiểm tra mỗi ngày cả nhà, kiểm tra mỗi ngày. Đó, tôm hùm nè, toàn cảnh chị thấy tôm hùm nè, cua ghẹ ốc sò các kiểu nha. Đó, giống như ghẹ đây, ghẹ đây là hai con được, xuất sắc luôn nha. Anh chị nào thích cái gì thì mình ủng hộ giùm em cả nha. Còn ốc sò thiên nhiên thì nhà bên em có rất là nhiều nha, ốc sò thiên nhiên nhà bên em có rất là nhiều, dẹp xanh này cả nha, nghêu hai còi nè, ốc nhảy nè, nghêu ho, nghêu tím, sò lụa, ốc đỏ nè, ốc đỏ đảo như thế nào. Sò ốc này là xuất sắc nha, đỉnh của đỉnh nha cả nhà, đỉnh của đỉnh, ốc đỏ đảo đó. Thì sò dương nè cả nhà, sò dương ốc mặt trăng, anh chị thấy không, ốc hương nữa nè, ốc hương bên này nữa, chuẩn chỉ nha. Đó, tranh thủ giùm em nha cả nhà, tranh thủ giùm em nha, ghé giùm em 166A Độ Bí, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú nha. Hoặc là anh chị có thể là mình theo dõi giùm em trên bay sáng sạch 247 giùm em, có phát livestream mỗi ngày luôn nha, có phát livestream mỗi ngày luôn.